Xin chào các bạn, chúng ta đang gặp nhau trên kênh News 24 giờ. Hãy cùng với chúng mình cập nhật thông tin đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Theo diễn biến mới nhất cho thấy không chỉ kênh YouTube hay là MV của Sơn Tùng MTP bị tổn thất, mà ngay cả công ty của nam ca sĩ cũng có thể bị vạ lây giữa drama trà xanh. Cụ thể vào sáng ngày 27 tháng 1, cư dân mạng truyền tay nhau bức ảnh fanpage MTP Entertainment với phần đánh giá bị ẩn. Cùng với đó là thông báo từ Facebook, chúng tôi sẽ xóa trang này. Nguyên nhân đưa ra là do fanpage của MTP Entertainment nhận được số lượng đề xuất nhiều bất thường. Tuy nhiên sau khi kiểm tra lại, phần đánh giá này đã hoàn toàn biến mất trên fanpage. Thực hư sự việc này vẫn đang là một ẩn số, nhưng nhiều netizen cho rằng ekip của Sơn Tùng MTP đã kịp thời ngăn chặn những tổn thất mà drama này mang lại. Tuy nhiên, rất có thể ngay từ đầu đã không có phần đánh giá ở fanpage như trong ảnh và nhiều khả năng đây là sản phẩm của Photoshop. Được biết, đa số lượng vote 1 sao mà hiện tại fanpage nhận về đến từ việc gà cưng Hải Tú đang nhận rất nhiều phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng. Hiện tại, phía công ty của Sơn Tùng MTP không hề có phản ứng nào trước drama này. Ngay sau khi ồn ào xảy ra, lượng follow Instagram của ba nhân vật cũng tăng một cách chóng mặt, biến động theo từng phút một. Trong đó, Thiều Bảo Trâm là người có số lượng follower tăng mạnh nhất, gấp nhiều lần so với Sơn Tùng và Hải Tú khi nhanh chóng cán mốc 2,1 triệu người, tăng hơn trước 600.000 người. Vào ngày 24 tháng 1, Sơn Tùng MTP chính thức xuất hiện sau 3 ngày drama và làm dấy lên nghi vấn gửi lời nhắn thương em đến Thiều Bảo Trâm. Chỉ số follower trên Instagram của nam ca sĩ bất ngờ có dấu hiệu giảm sút. Theo báo cáo social từ trang Social Billet, trang Instagram của Sơn Tùng đã bị mất khoảng 4.000 follower. Dẫu vậy, điều này vẫn cho thấy có một lượng người hâm mộ quyết định quay lưng với nam ca sĩ vì phản ứng với bạn gái tin đồn giữa ồn ào rạn nứt và loạt nghi vấn trà xanh. Hải Tú đang nhận về rất nhiều phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng, nhưng phía công ty MTP Entertainment hay người đại diện là Sơn Tùng MTP không hề có phản ứng nhằm bênh vực gà nhà. Có thể thấy dù chưa một lần lên tiếng chính thức về sự việc, nhưng từ ồn ào tình cảm, Sơn Tùng MTP đang phải chịu rất nhiều ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bên cạnh đó, hành động im lặng bất chấp việc gà cưng Hải Tú đang là người chịu rất nhiều chỉ trích từ drama này cũng khiến cho cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều người cũng hy vọng phía Sơn Tùng MTP và công ty MTP Entertainment sẽ sớm có động thái chính thức để khép lại lùm xùm này và không để sự việc đi quá xa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knews 24 giờ. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé.